Xin chào cô chú, anh chị em và các bạn cùng các em. Ai ăn lẩu Thái chua cay không? Hôm nay thì Phượng mời anh chị cùng các bạn và các em thưởng thức món lẩu Thái chua chua cay cay được nấu trong những cái buổi tiệc ở miền quê. Nhưng nó ngon nhất nách luôn nha. Thì mời anh chị cùng vào bếp với Phượng nè.